Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Trong video này, Ba Giây tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với drama Sóng Gió Gia Tộc của cố nghệ sĩ. Và trước khi đi vào nội dung thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nếu mà lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua, phía Hồng Loan cùng luật sư có chuyến bay đến Hà Nội. Để là hôm nay, Hồng Loan sẽ đến gặp trực tiếp và làm việc cụ thể với phía BH. Được biết là toàn bộ những cái thu nhập hình ảnh từ cái việc là quay phát khai thác hình ảnh đám tang của cố nghệ sĩ là thuộc quyền nhân thân, chỉ là duy nhất là Hồng Loan là cái người thừa kế được thừa hưởng. Thu nhập này phải là trả lại cho Hồng Loan mới đúng. Nói là Hồng Loan không ký hợp đồng với BH thì cái việc này là không có liên quan gì tới Hồng Loan, cho nên là không để cho Hồng Loan bận tâm là không đúng. Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ, hiện tại lại là người có quyền thừa kế thứ nhất và duy nhất. Cho nên cái việc là Lê Thị Di Bằng qua mặt Hồng Loan làm cái chuyện như vậy là đồng nghĩa với cái việc là Lê Thị Di Bằng đã làm trái với pháp luật. Được nhắc nhở nhưng mà vẫn là cố chấp tiếp tục thực hiện hành vi đó. Như vậy thì Lê Thị Di Bằng đã cố tình phạm pháp. Bản thân phạm pháp nhưng mà Lê Thị Di Bằng cũng rất hãnh diện với cái điều đó. Miễn sao là kiếm được tiền thì tiếp tục khai thác hình ảnh của cố nghệ sĩ, dù tiền bẩn, tiền dơ, tiền hèn như thế nào không biết. Miễn sao Lê Thị Di Bằng có tiền là được, cứ có là Lê Thị Di Bằng sẵn sàng sử dụng. Những cái kẻ có kinh nghiệm ăn tiền ở trên xác chết thì còn có cái gì mà họ không dám ăn. Quay trở lại với vụ việc của BH, thì trước đó thì phía Hồng Loan cũng có gửi một cái lá đơn yêu cầu BH hợp tác cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hợp đồng truyền thông trong tang lễ của cố nghệ sĩ do con nhỏ cháu gái họ Lê Thị Di Bằng ký kết, để xem là Lê Thị Di Bằng đã dùng cái tư cách gì mà lại là cả gan làm nên những cái chuyện như vậy. Nhưng mà sau khi nhận được cái lời yêu cầu từ phía con gái của cố nghệ sĩ thì phía BH lại là không có nhà ý hợp tác. Sau một cái thời gian dài nhận được lá đơn từ phía Hồng Loan thì phía BH mới có một cái bức thư ngỏ để mà phản hồi. Bức thư ngỏ này của BH á, phải nói là nó dài cả một trang rưỡi, chắc khoảng là 1.000 chữ. Cứ thông báo một cách dài dòng các cái thông tin què vốn, cuối cùng đó thì chốt lại bằng một cái yêu cầu đầy drama. Đó là yêu cầu ngược là Hồng Loan phải chứng minh thêm giấy tờ liên quan về cái việc là Hồng Loan là người con hợp pháp và là người thuộc quyền thừa kế thứ nhất của cha mình. Và chắc hẳn lần lên làm việc trực tiếp ngày hôm nay thì phía Hồng Loan cũng đã là chuẩn bị đầy đủ toàn bộ các cái giấy tờ liên quan. Để khi gặp mặt trực tiếp để làm việc thì phía BH sẽ là không còn có cái cớ để lạc lòng. Trong livestream khuya ngày hôm qua thì Hồng Loan cũng đã có chia sẻ thẳng thắn như sau. Hồng Loan cùng với luật sư của mình lên gặp phía BH để mà làm việc lại cái hợp đồng. Vì không ai trả lời Hồng Loan hết, Hồng Loan đã bắt đầu cảm thấy là chán, quá chán rồi quý vị ạ. Và bà gia cũng hiểu được cái cảm nhận đường này của Hồng Loan. Thử hỏi nếu chúng ta mà nằm trong cái hoàn cảnh của Hồng Loan đó, thì bản thân Hồng Loan rõ rõ rành rành 37, 38 năm nay đã được pháp luật công nhận là con của cố nghệ sĩ. Vậy mà tự dưng qua cái miệng của Lê Thị Di Bằng và bà Lục Từ Đường thì tự dưng con gái của cố nghệ sĩ là mất đi các quyền và nghĩa vụ của mình. Pháp luật có giá trị hay là lời nói của hai mẹ con ấy có giá trị? Chắc chắn chúng ta là những cái người công dân Việt Nam có ý thức và có nhận thức thì đều biết pháp luật luôn đúng, luôn có giá trị. Nhưng mà phía BH tin tưởng vào những cái lời từ miệng của hai mẹ con Lê Thị Di Bằng và Lục Từ Đường. Lần một lúc ký hợp đồng với Lê Thị Di Bằng, lần hai là lúc gửi thư ngỏ cho con gái của cố nghệ sĩ. Người ta nói là nhất quá tam. Vậy thì trong cái lần làm việc tiếp theo của ngày hôm nay, khi mà phải mặt đối với con gái của cố nghệ sĩ và luật sư, thì BH sẽ là lựa chọn tin vào pháp luật hay là
tiếp tục là tin vào cái lời nói của mẹ con Lê Thị Di Bằng. 89 triệu của hồi tháng 3, số tiền kiếm được từ đám tang của cô nghệ sĩ khi ấy, miệng thì nói lo cho các cái việc sau này liên quan tới cậu. Nhưng mà không hiểu sao lại là đưa cho Oxin giữ, rồi tới khi là Oxin bị phát hiện là tạo phản, bị trục xuất khỏi nhà của con gái của cố nghệ sĩ. Kể từ đó Oxin không còn bất kỳ một cái quyền và nghĩa vụ gì đối với cố nghệ sĩ nữa. Thì cho hỏi cái số tiền ấy đã đi về đâu? Nói thật, cái tiền đó giờ đi đâu ngoài Lê Thị Di Bằng và Oxin biết thì có trời mà biết. Đối với cái tình huống Lê Thị Di Bằng từng ký kết hợp đồng với BH, luật sư của Lê Thị Di Bằng tại buổi họp báo Xà Lơ khi xưa đã từng nói rằng Lê Thị Di Bằng là người đại diện gia đình để mà ký kết với BH. Xét thấy, Lê Thị Di Bằng cũng thân thiết với cố nghệ sĩ, cho nên là chuyện Lê Thị Di Bằng làm người đại diện cũng hợp lý. Ở đây, cái vị luật sư này nói chuyện nghe rất là hợp tình, đánh tráo khái niệm cũng rất là hợp lý. Là luật sư, cho nên hãy nhớ rằng cần phải làm việc theo cái lý của pháp luật, chứ không phải là cái việc là dựa trên cái lý của con tim nhà luật sư. Bộ ông tưởng là ông nói rằng là Lê Thị Di Bằng cũng thân với cố nghệ sĩ, cho nên là ông thấy hợp lý. Thì sau này nếu mà lỡ ra tòa tranh chấp đó, thì thẩm phán có chấp nhận cái lời giải thích này của ông hay là không? Rồi ông có tìm hiểu kỹ cái tình huống thực tế trước khi đưa ra nhận xét hay là chưa? Lê Thị Di Bằng thân thiết dữ chưa khi ở nhà của cậu của mình 2 năm mà cậu của mình không cho vào hộ khẩu, quỳ lại lê lết gian xin, rồi lấy cả con của mình ra để hy vọng có một xíu lòng thương hại từ cố nghệ sĩ. Nhưng mà vì cố nghệ sĩ đã là nhìn được những cái suy nghĩ sâu xa, những cái âm mưu đê tiện của mẹ con họ, cho nên cố nghệ sĩ đã là quyết tâm không cho họ vào hộ khẩu. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi là tự hiểu thân cỡ nào rồi hen, luật sư. Rồi cho hỏi một cái đứa cháu gái thì lấy cái gì hợp lý trong cái việc là quyết định quản lý hình ảnh của cậu của mình, trong khi cái người con gái hợp pháp của người ta vẫn là còn sống sờ sờ ở đó. Miệng Lê Thị Di Bằng cứ nói là con gái của nghệ sĩ là con nuôi, nhưng mà hỏi nè, không biết con nuôi như thế nào, nhưng mà con gái của cố nghệ sĩ và những người con của Hồng Loan được nằm trong hộ khẩu với cậu, quan hào hệ với chủ hộ là con, là cháu. Nói như vậy thì với cái sự thông minh tối thiểu của một cái vị luật sư thì luật sư cũng đủ hiểu cái vấn đề đúng không? Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây trên trang cá nhân của mình thì con gái của cố nghệ sĩ có một thông tin vô cùng tích cực, thể hiện niềm vui gửi đến cho tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho con gái cố nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Sau khi kết thúc buổi trao đổi công việc với BH, con gái của cố nghệ sĩ đã vui vẻ chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ BH thật là vui vẻ. Và ngay sau đó, con gái của cố nghệ sĩ còn nhắn gửi đến hai vị luật sư của mình: anh chị em của mình cố gắng bước tiếp cùng nhau vui vẻ nha. Có thể thấy con gái của cố nghệ sĩ đang có một tâm trạng rất là vui sau buổi làm việc với BH. Cái niềm vui của con gái của cố nghệ sĩ ở đây có thể là vì hiện tại đã là tiến thêm một bước nữa trong cái việc lấy lại danh dự và hình ảnh cho cha của mình. Cái thời gian qua thì bọn Cần Cần đã làm xấu đi hình ảnh của cha của con gái cố nghệ sĩ nhiều rồi. Nhất là cái chuyện là dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ để mà kiếm tiền. Cứ mãi như vậy thì làm sao mà cố nghệ sĩ có thể là yên nghỉ được chứ? Lúc cố nghệ sĩ còn sống đó thì Lê Thị Di Bằng cũng lợi dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ để mà kiếm tiền qua YouTube. Đến giờ thì cố nghệ sĩ đã mất rồi, thì tụi nó cũng là tiếp tục cái hành vi này. Thậm chí là cạch cỏm nhất đó là khi mà họ dùng cố nghệ sĩ để làm hiệu ứng, để bán vé cho cái đêm diễn dỗ tổ cạch cỏm vừa rồi. Đến pháp luật thì chúng nó còn giả điên không biết để mà sau này ngu ngơ nói rằng không biết không có tội. Người cầm đầu trong nhóm này chính là Lê Thị Di Bằng, cho nên là một khi mà chưa diệt được con ruồi này thì bọn nó không biết sợ là gì đâu. Và trong cái vụ BH lần này, cái chuyện con gái của cố nghệ sĩ đòi lại quyền làm chủ hình ảnh của cha của mình đã diễn ra khá là lâu. Và thông tin này chắc chắn là phía BH cũng đã là có báo lại cho Lê Thị Di Bằng. Nhưng mà tính đến nay thì Lê Thị Di Bằng vẫn còn rất là lì, vẫn cho rằng mình không sai,
và con gái của cố nghệ sĩ không có quyền can thiệp. Đến nay, Lê Thị Di Bằng vẫn cố bám lấy cái hợp đồng chưa chịu thanh lý. Lê Thị Di Bằng à, con gái của cố nghệ sĩ có quyền hay không thì cứ căn cứ vào cái tờ giấy khai sinh của Ủy ban Nhân dân cấp cho con gái của cố nghệ sĩ là sẽ biết. Thân phận con gái cố nghệ sĩ đã được pháp luật công nhận suốt 37 năm qua. Đó là một cái sự thật mà Lê Thị Di Bằng mãi mãi không có cái tư cách để mà can thiệp vào. Dòng tài của bà Lục Từ Đường quá kinh khủng, bảo bọc như thế nào không biết mà đã tạo ra một cái đứa con phải nói là tính nết trời thần đất lở như vậy. Sau khi nhận được đơn yêu cầu của phía con gái của cố nghệ sĩ gửi đến phía BH có liên quan tới mình, thì Lê Thị Di Bằng cũng đã có một cái hành động đáp trả đầy bất ngờ. Khi mà cô ta có lá đơn gửi đến BH để mà ngăn chặn con gái của cố nghệ sĩ, cụ thể là lá thư của Lê Thị Di Bằng là gì thì hiện chưa được tiết lộ. Chúng tôi chỉ biết là nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc là một phần nào đó đến con gái của cố nghệ sĩ. Rất có thể là Lê Thị Di Bằng không chịu thanh lý để cho con gái của cố nghệ sĩ kéo dài thời gian trong cái vụ này. Một cái nước đi, một cái tình tiết vô cùng khó đỡ đến từ Lê Thị Di Bằng. Dẫu biết rằng cái quyền làm con vẫn là lớn hơn quyền làm cháu. Nhưng mà cái đứa cháu gái này đó thì nó cứ liên tục là bám lấy con gái của cố nghệ sĩ, khiến cho con gái của cố nghệ sĩ đi càng chậm càng mất thời gian, hy vọng con gái cố nghệ sĩ mệt mỏi sẽ buông bỏ. Lòng tham không đáy của Lê Thị Di Bằng như vậy đó quý vị. Khi mà nói cô ta tham thì cô ta chối, lúc nào cũng nói là em nói thiệt, em không có tham. Nhưng mà trước khi cô ta nói ra những cái câu đó thì cô ta đâu quên rằng ở một cái live stream trước đây đó thì cũng chính từ cái miệng của Lê Thị Di Bằng nói ra cái câu tiền mà ai không tham. Xong rồi đó thì cô ta còn hát cái điệp khúc là con thương cậu cợt cợm kìa. Cậu mà không có tiền, cậu mà không có nổi tiếng, cậu mà không có nhà, không có đất thì chắc chắn là không có cái drama này rồi. Và thông qua vụ việc ngày hôm nay có liên quan tới cái việc là bản quyền video hình ảnh của cố nghệ sĩ. Một số khán giả vẫn là thắc mắc rằng những cái video và các cái ca khúc của cố nghệ sĩ đang được lan truyền ở trên mạng xã hội, phát trên rất nhiều các kênh YouTube, thì những cái video đó sau này khi mà con gái của cố nghệ sĩ lấy được bản quyền sở hữu hình ảnh của cha mình đó, thì con gái của cố nghệ sĩ có lấy lại được các video đó hay là không? Thì Ba Giây cũng xin được phép là cập nhật, là gửi đến tất cả quý vị. Nếu như mà những video ca nhạc cải lương mà do chính tay cố nghệ sĩ tự đầu tư để mà sản xuất thuộc về cá nhân của cố nghệ sĩ, thì khi ấy con gái của cố nghệ sĩ sẽ được lấy lại, được toàn quyền xử lý. Còn cái tình huống các video của cố nghệ sĩ đó mà các cái tác phẩm nghệ thuật được là ký kết với các công ty sản xuất đó hoặc là các cái công ty truyền thông, thì các cái video đó sẽ thuộc về quyền sử dụng của họ, những cái người được hưởng quyền lợi trên hợp đồng. Ví dụ cụ thể để cho quý vị và các bạn hiểu thêm về cái vấn đề này thì Ba Giây xin phép lấy ví dụ ở hai cái kênh. Kênh của là Ngáo Ngáo Soạn Giả và kênh Vũ Linh Kinh của Oxin. Ở cái kênh của Ngáo Ngáo Soạn Giả, đa phần những cái video có sự xuất hiện của cố nghệ sĩ là đều nằm trong hợp đồng của bà ta. Cho nên là con gái của cố nghệ sĩ sẽ không thể nào đòi lại được. Còn riêng về cái kênh của Vũ Linh Kinh, cái kênh này đa phần là khai thác các hình ảnh đời sống của cố nghệ sĩ, không có đăng ký bản quyền. Thế nên, con gái của cố nghệ sĩ có thể là đòi lại được. Và bên cạnh đó, một số video clip ở bên kênh của Lê Thị Di Bằng cũng hay đăng tải những cái hình ảnh đời sống thường ngày của cố nghệ sĩ. Với quyền làm con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ và cái quyền nắm giữ bản quyền hình ảnh của cha của mình, thì con gái của cố nghệ sĩ có thể là đòi lại hoặc là yêu cầu những cái người này gỡ bỏ để hình ảnh của cố nghệ sĩ tránh bị lợi dụng. Và trong tình huống cái đêm diễn dỗ tổ vừa rồi của bà Khọt Khọt Xèo, việc sử dụng tên tuổi hình ảnh của cố nghệ sĩ một cách cợt cỡm như vậy, và nếu như những cái hành vi này vẫn còn là tiếp diễn đó, thì con gái của cố nghệ sĩ có thể là yêu cầu pháp luật can thiệp nếu mà họ cố chấp. Quay trở lại với cái buổi làm việc của con gái của cố nghệ sĩ và BH, chị Ni cũng đóng góp một thông tin đầy tích cực. Chị Ni đã chia sẻ rằng hiện tại Ni đã là người đại diện phát ngôn cho con gái của cố nghệ sĩ, cho nên là nhân nhượng gì tầm này nữa. Tất cả mọi người, cả Ni và luật sư đang làm việc cật lực.
cái thời gian cho hồ sơ pháp lý cũng là có hạn, cũng là phải xử cho ra ngô ra khoai, chứ đâu phải là kéo dài mãi được đâu mọi người. Như mọi người cũng biết, mấy cái thể loại mà ác, mà bỉ ổi, mà đê tiện, tham lại thâm, thì nó vô số thủ đoạn. Thì để chiến đấu phải dùng cái đầu thật là lạnh, tinh thần phải là thép, thật là thép. Một cái lời chia sẻ của chị Ni cứ như là một cái lời thách thức đến bọt cành cành. Yếu mà ra gió là chết với chị Ni liền. Và nếu như ở con gái của cố nghệ sĩ là một sự nhẹ nhàng vì tình cảm gia đình khi xưa đôi khi là khiến cho con gái của cố nghệ sĩ phải nương tay. Nhưng mà bù lại, Hồng Ni thì lại khác. Cái nào đúng thì thôi, chứ cái nào sai đó thì ra ngô ra khoai với chị Ni liền. Và kính thưa quý vị, sau khi tìm hiểu vụ việc BH và liên kết cái vụ này với cái vụ kiện của bà Lục Từ Đường, vô tình Ba Giây đã tìm ra được một cái sợi dây liên kết vô hình. Cái sự tham lam nó tràn lan ở trong hai cái vụ này. Nếu như mà ở phía vụ BH đó, con gái của cố nghệ sĩ từng bị yêu cầu phải là chứng minh thân thế, thì ở cái vụ kiện của bà Lục Từ Đường mới đây, bà ta đã là cố tình bác bỏ thân thế của con gái cố nghệ sĩ. Hai cái vụ này, một vụ diễn ra tầm ngày 18 tây tháng 9 vừa rồi, một vụ thì diễn ra sau đó 3 ngày, ngày 21 tây tháng 9. Một cái sự trùng hợp vô cùng có kế hoạch, một cái âm mưu dẫn dắt dư luận. Rất có thể là ngay sau khi phía BH yêu cầu con gái của cố nghệ sĩ chứng minh thân thế, thì Lê Thị Như Bằng và bà Lục Từ Đường lập tức gửi đơn bổ sung, đánh vào nội dung trọng tâm ở đơn của BH. Từ đó giúp cho BH có thêm là lý do để mà kéo dài vụ việc này. Lê Thị Di Bằng duy trì được hợp đồng thêm giây phút nào thì đỡ giây phút đó. Vì mỗi giây trôi qua đó thì đều có tiền ở trên YouTube đổ về cho Lê Thị Di Bằng. Đây có thể là lý do duy nhất, có thể là dùng để mà giải thích cho cái hành vi ngáo ngơ vừa rồi của mẹ con Lục Từ Đường và Lê Thị Di Bằng. Hiện giờ vì tiền thì Lê Thị Di Bằng và Lục Từ Đường bất chấp tất cả, vì lần này là cơ hội có một không hai. Mất cái cơ hội này rồi thì sẽ vào tù. Làm gì còn có cái cơ hội khác nữa đâu để bạn hoàn cố. Kính thưa quý vị và các bạn, Ba Giây xin được phép khép lại video này tại đây. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn lắng nghe hết video này. Ba Giây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.